Lai Châu, ngày 15 tháng 7, em xin chào tất cả các anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay thì em về được một ít đơn hàng thôi, hàng thì toàn hàng đẹp thôi. Tam bảo sắc bóc rừng của Lai Châu, hàng chuẩn Lai Châu. Đấy, đây là đơn số 1 của em nhé, đơn số 1 của em có giá là 150.000 H1. Đấy, gồm một cây này, toàn hàng xếp đẹp nhé các bác nhé. Một cây này, hàng xếp rất đẹp. Hai cây này, ba cây này chất lượng không các bác, ba cây này, đấy, cây quá chất lượng, bốn cây này, năm này, toàn hàng xếp đẹp nha các bác nhé, năm cây này, sáu cây này. Đấy, toàn hàng chất lượng này. 7 cây. Đấy, có giá là 150.000. H1 150.000 cho 7 cây này. Đấy, trước khi các bác chốt đơn thì em cũng nói trước là những cái đơn như này nhé, về đến tay các bác thì nó có thể lá nó hơi héo một chút, nhưng mà các bác ở nhà các bác có cái B1 ý, hoặc Atonic ý. Các bác về các bác ngâm cho em khoảng 15 20 phút, các bác bỏ ra xong là một lúc sau các bác ghép, cây nó sẽ hồi lại nhé. Bây giờ mùa này mùa nó nóng, nhiều khi đến tay các bác là nó cũng không được nguyên đai nguyên kiện đâu. Sang đơn H2 của em, một cây này, hai cây này. Đấy, về thì cây cối nó có thể héo một chút, nhưng mà các bác cứ yên tâm, hàng toàn hàng chất lượng thôi. Ba cây này, toàn hàng xếp đẹp này. Bốn cây này, năm này, sáu này, hàng này trông này thôi nhưng mà xếp đấy nha các bác nhé, cây nó cong cong này nhưng mà toàn là xếp đấy. Đấy, mấy cây, 1 2 3 4 5 6. Đấy, cây số 7, cây số 8. Cây 8 này là cái cây này là nó bị mất cái ngọn này, nó đã đẻ thêm một cái cây này này. Nhưng các bác nhìn cái bản lá nó chết không? Bản lá cực chất luôn. H2 của em có giá 160.000. 160.000 nhé các bác nhé. Tiếp theo, em sang H3. H3 của em đây. H3 của em là có giá là 200.000 nhé, một cây này. Về các bác cứ theo thế này của nó, các bác ghép này, sau này hoa nó sẽ thòng xuống này. Một cây này, ấy, hai cây này, cây này quá to luôn các bác. Đây, cây này một cặp lá, 2 3 4 5 6 7 8 9 cặp lá, 9 cặp lá, 1 2 3 4 5 6 7 8, một bên 8 một bên 9 cặp lá này, quá chất lượng này. H3 250.000. Đấy, hai cây này, H3 của em 250.000 nha các bác nhé. Cây số 3 này, chất lượng không? H3 250.000. Đấy, để em đếm cặp lá cho bác. Nhưng về khả năng là nó sẽ bị tụt mất mấy cặp lá dưới này nha các bác nhé. Em đếm đếm cả những cây vớ vẩn này nhé, để cho các bác thấy cây này chất lượng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cặp lá. 12 cặp lá. Đấy, em tính cả mấy cái lá bé tí dưới gốc này này, là 12 cặp lá. Ba cây này, bốn cây này, cây toàn cây chất lượng này. Năm cây này, sáu này, xếp dù thịt nha các bạn nhé. Bảy này, tám này, tám cây này, chín này, chín cây. H3 của em có giá 250.000 cho chín cái cây cực kỳ đẹp này. 250.000 H3. Em sang H4. H4 của em thì có giá 160.000 nhé, 160.000 cho cái mớ này. Một cây này, quá chất lượng luôn.
hai này, hai cây này, ba này, đấy, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, 160.000 cho 6 cây này. Về 6 cây này về các bác ghép được một giò vào cái lũa là vừa tầm đẹp nhá. Đấy, tiếp theo H4 của em có giá là 160.000. Ok, này H4 này 150.000 thôi nhé các bác nhé. 150.000 thôi. Sang H5 180.000. Một cây này. H5 này, một cây này. Hai cây này, chất lượng không các bác? Toàn cây chất lượng thôi. Hai này. Ba cây này. 180.000. Bốn cây này. Toàn hàng xếp hàng tuyển thôi các bạn. Đây, cây nữa đây. Đấy. Đây, một cây nữa đây. Đấy, về các bác, đến tay các bác có B1 hay là Antonic các bác cứ ngâm cho em. Cây nó sẽ hồi. 180.000 cho H5 nhé các bác nhé. 180.000, H5. Đấy, ngoài ra em còn mấy cái đơn đùi gà đây. Đây, 150.000 cho H6 này. Một cái bó đùi gà như này. Đùi gà tròn của Lai Châu. Đây, một cái bó như này. 160.000. Về các bác ghép được một cái giò to. Đấy. Em phải nói trước với các bác, những cái dòng này gửi về đến tay các bác là lá nó có một số lá nó héo, có một số lá nó vàng nhé. Đấy. Thì các bác cứ lưu ý giúp em nhé. Không là em sẽ gửi theo hình thức là chuyển phát nhanh cho các bác. Khi mà hàng đến tay các bác thì các bác kiểm tra hàng giúp em. Và cũng lưu ý là nếu mà cây mà nó có héo hay là gì đấy thì các bác ngâm cho em ít B1 hoặc Antonic nhé. H6 150.000. H7 của em cũng có giá là 150.000. Đây H7 đây. Đấy. Nó một mớ này, chẳng biết nhiều hay ít nhưng mà một mớ này đây. 150.000. Một mớ này. Đấy. H7 cũng 150.000. H8 cũng 150.000. Gồm một cái rè này. Một cái rè đây. Cả một mớ này. Đấy, một mớ này. 150.000 nha các bác nhá. H8. Đấy. Đấy, các bác nhìn kỹ thực trạng cây cối giúp em nhé. Đấy, trên đây là toàn bộ cái video nhà em có ngày hôm nay. Các bác đặt hàng cũng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0912 003 665. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.